Nào nào bây giờ lên cho thầy bắn nhạc anh Duy Cá coi, lên cho thầy bắn nhạc anh Duy Cá coi. Thầy đâu? Ok, lên nha. Lên nha. Đừng nén, đừng nén, đủ cái nét lùa đạn luôn ra ơi. Chết nha thầy ông nội ơi. Phải hai thì Diễm My hay sao rồi, Diễm My, Diễm My chưa thâu rồi em yên tâm để thầy biết phần cuối cùng nữa. Hiếp họ. Quá đẳng cấp. Nói chung là bây giờ thầy về không phải làm huấn luyện viên, thầy không muốn thể hiện kỹ năng ở đâu, bây giờ thầy là một cao thủ ẩn danh. Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào đến rf.com. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quần quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều, top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá trị thế nào. Shop có đủ các loại quần quay, thoải mái cho anh em lựa chọn, giá trị chúng kim cương cực cao, chỉ có tại đào đến rf.com. Ok, trước hữu clip thì thầy đào sẽ lên tao kim cương và nói chung là thử dẫn mai lên cái shop thầy đào. Hiện tại đang tăng cái tỷ lệ game cương cực cao và giảm giá cực kỳ hot luôn nha anh em ơi. Đây anh em phải thấy là giảm giá cực kỳ cao những cái dòng quay luôn anh em. Ok thì bây giờ mình sẽ vô mình thử dòng quay luôn và mình sẽ trao cương luôn cho anh em nha. Giờ mình sẽ quay thử dòng quay giảm giá 9k anh em ơi. Dòng quay X10 là chắc chắn nó sẽ ra auto 100% sẽ ra thôi anh em. Dòng quay sẽ càng ra thấy chưa. Nói chung là X10 là auto ra luôn anh em à. Đấy 35.000 cương anh em. Nói chung là càng quay càng ra anh em. Bây giờ mình còn anh em quay tiếp luôn anh em ơi. Mình còn mình quay sẽ láng chắc là 100 cương anh em ơi. Tiếp tục luôn anh em. Bây giờ mình quay nốt lần này sẽ cận cương anh em. Ui 150.000 kim cương anh em ơi, nói chung là quá dài kim cương rồi anh em. Nhưng mà khá là ngon rồi, bây giờ sẽ cút kim cương luôn cho anh em nè. Bây giờ mình từ clip trước mình sẽ đang tạo clip này, mình sẽ trao cho anh em có số like và comment số kêu đúng nhất và số like nhiều nhất cho anh em ơi. Ví dụ như bạn này là Mimeo này. Ok, mình sẽ trao cho con này, là bạn này là mình sẽ trao nhanh luôn cho bạn này là 90 kim cương cho anh em, và mình sẽ trao cho vài bạn nha, ba bạn nha. Đấy tầm 2 ba bạn gì đấy. Mình sẽ trao cho thêm bạn này đây, Trí Nguyễn. Trí Nguyễn 90 kim cương anh em ơi. 1024545091. Ok. Ok, mình rút 9 1. Nói cho mình rút vô ập mình luôn nha anh em ơi. Đấy, ok anh em cứ yên tâm mình làm rút kim cương nha. Alo, alo alo alo. Nghe không? Alo alo. Nghe sao ấy. Ok thì hôm nay tôi mời ông đến đây thì thứ nhất là tôi xin lỗi ông vì cái vụ gì cỡ thằng Lisa bữa tôi cho bà thêm ông ấy. Nhưng mà không biết giờ hôm nay cái vụ lùm xùm tới TikTok nó nổi gần gần là nó ghi là Lisa sử dụng này sử dụng nọ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À thì bởi vậy bây giờ mà nếu mà nó giờ tay mong thì giờ ông bị ảnh hưởng rồi, nó này nó nọ nữa nên tôi gửi lời xin lỗi ông trước. Thì mấy hôm qua tôi cũng cho nó rời khỏi tem rồi. Thì đó. Nhưng cái... mà kiểu như tại sao mà nó bán trên livestream ông vậy mà vẫn để cho nó bán được hay vậy? Mới đầu là tôi thấy nó, nói chung là nó bắn trên livestream, tôi thấy nó bắn có kỹ năng không hiểu không. Cái bắt đầu là tôi thử cho nó bắn, tôi cho nó bắn quay clip thì thấy nó bắn cũng khá ok. Trong cái anh em đều cũng nghi đó ấy. Nên tôi mới kêu nó làm clip là một là show màn hiểu không. Show màn hình nó bắn luôn, show hẳn cái màn hình luôn. Thì tôi thấy nó show màn hình nó bắn rất kia là bình thường luôn, nó vẫn vào đầu bình thường luôn, nó không có gì hết ấy. Đấy thì tôi cũng đăng lên kênh YouTube luôn. Đấy nhưng mà không biết sao là bây giờ, khoan nè, bây giờ mình tạo cái phòng rồi mình vô mình bắn rồi mình tâm sự sao nha. Ừ. Ok, tạo cái phòng đi. Ok. Ok, vô. Alo. Gì á Đào? Thì nãy tôi nói ông ngoài sẵn chờ đây. À bây giờ tôi biết sao nó tự nhiên tới ngày gần ông ngày bắn cái nó tùm lum thứ chuyện ra không biết sao nữa. Có sao đâu, thì tôi cũng cho nó ra khỏi gọi là tem rồi, coi như là nó không có liên lụy gì tới tôi đi. Giờ nó ra khỏi tem rồi, ông kêu ai mà bắn thế đây cũng không biết. Còn có 2-3 ngày nữa bắn mẹ. Còn có mấy ngày nữa bắn mà gặp cái chuyện gì đâu không. Bực thực sự. Mà kiểu như tự nhiên bữa giờ không có chuyện gì, sắp tới ngày rồi có chuyện nên thôi đó. Bỏ nó ra để cho im đẹp thôi chứ bây giờ cho nó vô bắn nữa chuyện xui rủi chắc cũng muốn. Cày thế nhờ. Nó sắp tới ngày cái là tùm lum chuyện xảy ra luôn trời. À thằng đó nó xài phần mềm thiệt à? Tôi cũng chưa biết nữa, cái thằng đó là tôi thấy nó bắn ảo rồi tôi cho lên clip. Xong rồi anh em nó cũng nói thấy nó bắn ảo quá thì kêu nó clip show màn hình đi. Thì tôi cũng gạ kèo với nó clip show màn hình đây. Nó cũng show luôn mà, tôi thấy nó show màn hình nó bắn bình thường mà. Show màn hình tên em sao cho clip của em. Ơi, cứu đầu ơi, đau ơi, đau bò đó. Ok ok. Sao tên tôi. Nói chung là... Chứ sao trên clip nó bắn thế là sao? Hả? Sao trên cái clip của ông nó bắn thế? Là clip nào? Clip ra tên livestream hoặc clip trên YouTube? Clip mà bắn xe gun mà bay vô đầu này nó kia đó.
cái đó clip lên cho livestream á, xong rồi tôi mới up lên đủ xanh á, ngồi xong quá mồm rồi luôn, ăn cám lợn luôn á, xong rồi tôi up lên. Nói chung á là lần đầu tiên tôi gặp nó là nó comment ID nó để nó xin kèm trên like, hiểu không? Đấy, tôi chả biết nó lần nào luôn, đậu xanh nó bắn ảo quá đi luôn, lúc đó tôi nóng ảo quá rồi tôi mới cắt cho đăng YouTube để coi anh em nói như thế nào ấy. Đấy, xong cái tôi làm thêm một hai clip nữa, bắt đầu là tôi mới gạ nó clip show màn thể thử coi nó show màn nó bán được như vậy không, hay là sao đấy. Thì nói chung là nó chấp nhận luôn mà, chấp nhận show màn luôn, show màn luôn đúng không, show màn hình luôn, show màn hình tôi đăng YouTube luôn mà, show màn hình luôn. Tôi không hiểu tại sao mà cái thằng đó tôi nghe nhiều rồi, nhưng mà tôi cũng nghe ông nói là thấy nó bắn hay các kiểu, nhưng mà sắp tới bắn giải rồi, sắp tới trận đấu sắp diễn ra mà tới cái ngày này kiểu như bây giờ đột ngột quá, không có người để thay thế luôn á thiệt. Đéo hiểu kiểu gì. Từ đó bây giờ tự nhiên đang tem ngon lành tự nhiên hết rồi, tự nhiên bây giờ nó bùng cái chuyện này ra thì bây giờ tem ngon không có người nữa. Bây giờ tem không có người, bắt đầu ông tâm lý vụ này không biết ông bắn được cái tụi Lucio Yên nữa. Bây giờ tôi mới thấy tôi có lỗi nè. Tại tôi mất công việc, tôi không vô tem không được thôi, chứ nếu được thì tôi cũng gán tôi vô rồi đấy. Bây giờ tôi thấy tụi Lucio đổ cho nó mùa gồ với bà luôn, nó có không phải giỡn chơi đâu, mình đụng nó không chịu, nó đấm gãy răng luôn ấy bà, căng lắm ấy, nó bắn căng lắm ấy. Gì ghê ông nội, đấm gãy răng ông nội. Gãy răng luôn. Ê, tụi đó nó toàn nhân tốt mà ông nội không biết à. Chỗ gì ba, còn mấy thằng cũ gách. Ủa mày sao mày quá. Tên quỳ gì. Sao không tên mà quỳ tôi đéo hiểu sao nó, trước lúc mình tên mong nó bắn đầu cho anh em bình thường mà giờ nó qua bên kia nha. Không hiểu tại sao luôn ấy. Nó đúng không? Tôi thấy nó đăng clip nó nói gì, nó phốt thằng này hết, thằng này tên mình, tên kia, tên nọ, tên lắm chân. Lắc ông Dũng kêu nói gì đâu mà tụi nó không hiểu cái gì đâu em à. Vừa mới chơi trận trước sát cánh bên nhau, bây giờ đậu xanh mình mới hành hướng, bây giờ nó xấu này nó xấu nọ anh em. Thầy không hiểu cái gì luôn á. Cái chuyện đó thì cũng kệ nó muốn đi tem nào thì đi thôi, bình thường đúng không? Nghe chưa? Nhưng mà cái giáo quán ở đây nè, tôi không hiểu tại sao ấy, tôi không hiểu tại sao mà cái video đó hình như là một tháng gì trước, một đúng không? Một tháng gì trước luôn. Thì anh em nào hiểu nha, chứ tôi không thể nào mà nói được anh em. Như một tháng gì trước mà tới giờ đậu xanh sẽ đăng sắp tới cái giải nữa chứ. Đây thì nhưng mà nó có xài phần mềm gì không vậy? Cái đó tôi cũng chưa biết nữa. Tôi cố gắng kêu nó show màn trên livestream ấy, tên YouTube tôi thôi, để anh em xem coi nó có như thế nào không thôi. Tại vì nếu mà nó vừa sử dụng người thì chắc chắn nó sẽ không dám show màn đúng không? Đấy thì kêu nó show màn luôn. Mà tôi cũng chưa biết là nó có bài ạc hay không nữa. Tại vì tôi đâu biết ai đâu mà chết ra đi. Trời ơi quá trời đỏ, chết trong nội. Rồi té núi chết luôn, trời ơi quỷ yêu ơi. Ảo ma si bên nhai dữ trời. Ảo thích á. Gì? Ảo ma si nhai. Ảo ma si bên nhai đồ người gắn á. Bên nhai lại nhiều ngợi. Si bên nhai người gắn si bên nhai mà. Si Ấn Độ mà. Si Ấn Độ à. Hay quá, còn một thôi, Sina không lo được thôi, đi ngủ luôn Sina. Bắn cân 6 mà không lo được một thằng. Được rồi. Okay, được sao được, bắn kiếm thương tôi quá vậy. Trời ơi. Nói chung là bây giờ là mình bắn là mình phải, nói chung là đầu óc mình phải tâm lý, mình phải vững vàng đúng không? Bình thường quá là không, tự nhiên không được sợ gì hết trơn. Trời ơi, bởi thầy đào bắn không, thầy đào giờ team em cũng thiếu một rồi, giờ thầy vô bắn không? Trời ơi là trời, giờ này thầy đào già rồi, bây giờ muốn làm huấn luyện viên về hưu, làm huấn luyện viên luôn rồi. Thấy bắn hay mà trời. Bắn hay là chưa, bắn hay được cái mỏ bắn hay là chứ. Bây giờ thao tác tay thì nó cũng không được như lúc trước. Ca đạn thì đôi khi đắp lỡm lỡm nó đớm nhưng chó ngàn lên mộng cái đớm rồi đó. Đớm vàng đớm đỏ nhưng mà nó đâu có full đỏ đâu. Mà không biết là bắn trong cái tụi Lucio là cứ hai viên là chết. Mà cứ vô mình lớm đớm thì nó bắn vô đầu xanh rụng răng luôn ấy. Tên gì khả năng của mình chơi. Nếu mà thầy tự tin là thầy không bây giờ người khác để giúp cho Gina rồi. Tự thầy nào giúp có lý hơn không?
Ôi, cẩn chuột ơi, trời ơi. Ai, cứu em. Ok ok ok, tình anh em chúng ta. Ơi mẹ nó ném lựu đạn ra ơi. Má con chuột em bị vậy? Ôi. Ôi sao con chuột bị mèo cắn rồi? Ai? Ơi, gì vậy quỷ yêu trời. Ai chưa đoán gì run mụn nội. Má chuột thầy thầy biết gì, chuột em nó chạy lung tung hết trơn à. Thì gà ngồi nó tán hai hai tròn mình vậy. Mình cũng găng luôn rồi, nó mà cười nó giật cáo hoàng nha. Có nghe câu 1 đến 3 con chuột cũng quẹo không? Mình này 6 đến 2 hổng nhập viện của một kim hòm à. Từ từ nó bị thằng chuột quẹo. Nó bộ ra thầy, từ từ thôi, làm gì chăng? Ây da, thầy, thầy, ôi, em cứ luôn. Không sao, còn thầy đây, còn thầy đây. Còn thầy, nó ơi, còn thầy. Người anh em hãy cứ vững tin. Trời ơi, khẽ luôn trời. Bắn đi, gạt đi để coi sư phụ thầy ông nội bắn sao đây. Nè nè, bây giờ lên trời cái bắn nhạc anh Di Cá coi. Lên trời thầy bắn nhạc Di Cá coi. Thầy đâu? Trời, lên nha. Lên nha. Đừng tên, đụng với cái lùa đạn luôn ra đi. Chết mẹ thầy ông nội ơi. Mới ha, thì Diễm My hay xa rồi. Mới Diễm My chưa được thấy mặt. Nó bắn rồi, nó thành thành Diễm đen luôn rồi. Nó ném cái gì vậy tại cái thằng chim bánh nhai này. Ôi gì vậy, đốm đỏ không vậy? Anh đốm đỏ lên đó, một ngàn một phải là một con lớn vàng của một con lớn đốm đỏ là đẹp không? Căng ra. Đừng có cười đúng không? Lẹ em lặng cái lễ hay ông nội mất thấy không? Để nước miếng chưa, bắt đầu là khoái chưa, khoái chí thùng nha. Mà quên đấy, cái hạng nó nằm giống mà dạo này thầy bị đau lưng quá, thầy đi một vòng cho nó đỡ đau lưng chứ. Thường hay nằm, đâu phải giờ nằm vô bốn vết tường không mẹ ơi. Thường thường thầy nằm có cái tan chán, thầy nằm gối thầy nói đạo lý mà giờ thầy chỉ có nói là đi bộ luôn này bảo không à, ông sao vậy chạy ra nó vô vấn đề đó. Bởi vậy nói chung mình tính tôi nó không có được bình thường nữa nên mà nó cứ khươi ra thì xin na đi cứ chứ. Bây giờ sao bây giờ tâm lý đỡ hơn hơn chưa? Thầy mời em vô để tâm lý đỡ rồi đó. Thầy mời em ok chứ bơ. Em ok chứ cái kỹ năng em cũng ok nè. Rồi xong con chim giành khuyên. Một ăn. Bốn ăn. Sao? Nói chung là bây giờ thầy bắn gà đạn còn đầu thôi mà tại vì thầy... Ôi thầy ơi! Trời ơi, má thầy cực tem không ơi? Có vậy đó, thầy là hạng bộ rồi. Một cân 14 hả thầy? Tôi tin thằng nhà không nổi ơi! Thầy lộn! Từ từ, để em thầy! Thằng này để em! Thầy lộn rồi, để em! À, vì sao bây giờ em thấy chơi thầy em thấy giải trí không? Giải trí. Nhưng mà cái vấn đề sắp tới này có giải trí chủ nhật em cũng nói chung là cũng tắt máy quạt rồi các kiểu rồi. Chủ nhật thầy bắn thường thường bắn mà chắc có tắt máy quạt người hồi cho nó đỡ lạnh á, đỡ cống tay ấy. Còn hồi là mùa hôi nách nó cháy ra luôn á. Chạy ra mới bắn rồi cháy được. Không được rồi. Nếu mà với cái tình trạng như vậy thì mà tay em có vũ tâm lý không đó vậy lại giờ thiếu một thằng rồi bắt đầu sao đây à, có một thằng nào đó thằng đó cái gì à dáng mà kiếm được một thằng mà kiểu cứng cứng tay á nó có kinh nghiệm mới bắn xíu đúng rồi em có một thằng này kéo quen được một thằng đúng rồi nào. Thằng đó cái gì anh? Anh Hùng Mỏm, đúng rồi. À đâu? Không phải là thầy biết cái thằng anh Hùng Mỏm mà đó nó bắn trên trên lại thầy với lại Mùi Tạ phải không? Đúng. À cha đâu. Má cái thằng đó thay thao tất tay nhanh lắm em. Má cái thằng này sao thầy không nhớ nó ta?
rồi, anh không bỏ, anh không bỏ. Có rồi, để có gì em nhắn tin nó. Phải, cất kiệt, bây giờ mới nhớ anh em à. À bây giờ mình phải cầu cứu nó thôi anh em ơi, chắc mình cầu cứu Diễm My vậy anh em. À bây giờ phải kiếm nó thôi anh em. Không bây giờ chứ nó cứ lúc, nó trong rừng luôn đó nè. Không, bây giờ nó kiểu âu trịch của ta. Không biết giờ nó có chơi game không nữa. Thì bây giờ em, cái đầu tiên em phải liên hệ với nó nè. Cái thứ hai là em phải, nếu mà liên hệ được thì em phải vô. Ví dụ em phải gán cho nó cân 4, cân 6 cái kiểu để luyện tăng mốt còn đấu 4 tụi Lusugi, Lusugi đúng không em đúng không? Nhưng mà lần này em là quyết tâm phải cho cái bọn Lusugi giải tán mà. Chẳng lẽ mình phải thua em, mình phải giết thăm mình cho nó giải tán còn 1 cái lần 2 là giải tán có quá chát luôn đúng không? Ừ, hai cái bóc đó buôn bán đồ đạc các kiểu vừa phải đáy phải cho giải tán chứ. Thì đó, à, còn cái gì được không? Thằng mạng ngắm thằng ngắm thằng mỏm tính ra nó lâu xuất hiện ra nó cũng phải tầm gần nửa năm rồi ta rồi nửa năm à anh thằng mỏm cho anh em nào biết chưa biết anh thằng mỏm thì anh em cứ lên YouTube gõ là ra thôi anh em ơi, anh thằng mỏm Free Fire nó sẽ ra thôi mà nó không làm YouTube đâu anh em, nó sẽ có vài clip nó cần tem hay gì đó giữa thầy Đào và Quỳnh Tạ làm ra thôi anh em ạ. À, phát hiện được nó cũng căng anh em ơi, mà bây giờ quên anh em, bây giờ kiểu quên đấy, quên tròn kiếm đi. Giờ em được bắn hay thằng đó thao tác nhanh bắn nhanh thao tác nhanh mà bắn hay nữa cái gì nữa là nó thao tác nhanh bắn hay mà cái đội đạn ra chẳng em thấy là rồi chết luôn má thầy đào gánh không được má giải cứu giùm thôi phải giải cứu Jimmy thôi. Xin anh bây giờ sao gặp địch là gục sự tại giờ bắn vậy tới giờ tới tối em cũng bắn được này. À bây giờ thầy tấn ma được là đậu xanh mà em chạy nước miếng chưa, bây giờ thầy làm huấn luyện viên của câu lạc bộ đồ bốt hết mồm đi qua ở trên nè đâu để coi để coi thầy làm gì được đâu. Trời ơi nó chơi kìa nó chơi kỹ thuật kìa. Không sao thầy dữ vậy, dầu là yên ảo hay đào mà yên tâm ok thôi là bình luận viên xin này em. Hôm nay tôi sẽ bình luận viên một trận đấu, đó là 1-2 đến từ vị trí của thầy Đào và Lõ. Đào và Lõ đặt keo khá là nhanh, sau đó nó bắt đầu đặt keo ra là chạy keo. Thầy và Lõ đang làm gì đây? Thầy và Lõ đặt keo. Ê, một thanh niên bóc tính của thầy và Lõ. Một thanh niên này là cô gái vừa nãy mới kể Sina em ơi. Thì những trận đấu vừa nãy là bây giờ là bị sạt lại là không được rồi Sina ơi, thằng này hình như nó bị khôn nách Sina ơi. Tương gần đó là hồn mình ngất xỉu đấy, không quá hết trọn. Hay quá này ơi. Thầy nhỏ là bắt lúc ghê vậy. Rồi thầy nhỏ thầy lấy cái băng vệ sinh thầy quốc với nách nó hết thôi rồi em yên tâm đó, thầy quốc thằng cuối cùng nữa. Thiết thọ quá đẳng cấp. Nói chung là bây giờ thầy về hưu phải làm huấn luyện viên, thầy không có thể hiện kỹ năng ở đâu, bây giờ thầy là một cao thủ ẩn danh của làng già. Già phải không? Già ok. Già.